Kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt Nam Châu ngày 24 tháng 3 năm 2018 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình. Hội thảo khoa học với chủ đề Biển Đông và tính an toàn cho cả khu vực châu Á và Thái Bình Dương vừa diễn ra tại Cung văn hóa và khoa học Warsawa Ba Lan. Ngày Văn hóa Việt Nam tại Australia do Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học La Trobe, Australia, La Visa tổ chức vừa diễn ra tại trung tâm Agora. Trong mùa khai thuế cuối tháng 3 đầu tháng 4 hàng năm, nhiều doanh nghiệp của người Việt hoạt động trong lĩnh vực thuế tại Canada đang phải tăng cường nhân lực, thời gian để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Vừa qua tại Cung văn hóa và khoa học Warsaw, Ba Lan đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề Biển Đông và tính an toàn cho cả khu vực châu Á và Thái Bình Dương do Trung tâm Nghiên cứu Ba Lan châu Á và Trường Đại học Xã hội Nhân văn Collegium Transvitas Warsaw tổ chức. Nhiều chuyên gia Ba Lan và đông đảo cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã tham dự hội thảo. Tại buổi hội thảo, các diễn giả đã phân tích tình hình tại Biển Đông, vấn đề tự do hàng hải tại đây. Các diễn giả cũng thảo luận về việc Trung Quốc đã cải tạo nhiều đảo chìm tại Trường Sa, đồng thời đề cập đến phán quyết của Tòa án Quốc tế La Hay, bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc. Nhiều chuyên gia Ba Lan nhấn mạnh, Ba Lan đề cao tự do hàng hải tại Biển Đông, mọi tranh chấp phải được giải quyết theo pháp luật quốc tế. Tại hội thảo, nhiều cá nhân tổ chức của Việt Nam cũng đã lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nhằm mục đích quảng bá và mang hình ảnh đất nước Việt Nam và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, vừa qua tại trung tâm Agora, trường Đại học La Trobe, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học La Trobe, Australia, La Visa đã tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngày Văn hóa Việt Nam đã đem đến những trò chơi dân gian Việt Nam như nhảy sạp, kéo co và nhảy bao bố. Bên cạnh đó, hơn 10 gian hàng ẩm thực đã giới thiệu những món ăn truyền thống của người Việt đến du khách. Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của quán quân giọng hát sinh viên Việt tại Đại học La Trobe, Australia 2017, Trung Nguyễn. Ngày Văn hóa Việt Nam là hoạt động thường niên do Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học La Trobe, Australia tổ chức. Đây là một trong những sự kiện được đông đảo du học sinh và bạn bè quốc tế hưởng ứng đón nhận tại Australia. Vừa qua tại trung tâm triển lãm Port de Versailles thuộc quận 15 thành phố Paris, đông đảo người Việt đã tham dự Ngày hội sách Paris 2018. Đặc biệt, ngoài những nhà văn Việt Nam tại Pháp, nhà sách Nhã Nam cũng tham gia sự kiện này. Tại đây, nhiều tác phẩm văn học mới đã được ra mắt độc giả. Những độc giả yêu mến văn học Pháp đã tham gia những buổi giao lưu với tác giả và được ký tặng sách. Đây cũng là cơ hội để các nhà xuất bản trên thế giới gặp gỡ và bàn luận, trao đổi kinh nghiệm xuất bản và thương lượng mua bán tác quyền. Được thành lập từ năm 1981 và diễn ra thường niên vào tháng 3 hàng năm, Ngày hội sách Paris luôn thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi năm hội sách sẽ mời một quốc gia khách mời danh dự. Năm nay, nước Nga là khách mời của Ngày hội sách Paris 2018. Tại Canada, CRA, cơ quan thuế phụ nước này có quy định hạn cuối cùng để khai thuế cá nhân và trả nợ thuế doanh nghiệp là vào 30 tháng 4 hàng năm. Vì thế, dịp cuối tháng 3 đầu tháng 4 vẫn được coi là mùa thuế tại Canada. Nhiều doanh nghiệp của người Việt hoạt động trong lĩnh vực thuế cũng đang phải tăng cường nhân lực, thời gian để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ghi nhận của kênh VTC10 tại thành phố Toronto, Canada. Công ty TaxCare Professional Corp, một công ty tư vấn về thuế và đăng ký hoạt động kinh doanh của người Việt ở thành phố Mississauga, ngoại ô Toronto. Nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đang được tư vấn kê khai thu nhập và thuế. Ông Saul Selemanos, chủ một doanh nghiệp chuyên về dịch vụ sửa chữa ô tô, đến tìm kiếm những lời tư vấn cho việc khai thuế đầu tháng 4 tới. TaxCare Professional Corp là doanh nghiệp được ông lựa chọn và giới thiệu cho nhiều bạn bè bởi sự uy tín và chuyên nghiệp trong hoạt động.
We've been using Dave now for our accounting services. Really happy with him. Number one, always follows up, cares about the business, what's going on, always calls. He's always picks up his phone 24/7. And if any problem, he just jumps right in there and says, I'll take care of it. And all the books are 100% thanks to Lucas. Thì nhu cầu của khách hàng khi họ đến với công ty TaxCare là được phục vụ. Thứ nhất là giúp họ tính toán thuế chính xác nhất. Thứ hai là hỗ trợ họ, giải thích cho họ những thông tin mà họ chưa hiểu, chưa rõ ràng. Và thứ ba là giúp cho họ thấy được những cơ hội để họ có thể giảm bớt thuế trong năm mà không vi phạm luật. TaxCare Professional Corp được thành lập bởi ông Trần Nam và ông Luân Lê. Công ty cung cấp các dịch vụ như khai thuế cá nhân, quản lý sổ sách thuế của doanh nghiệp, quản lý giấy tờ đăng ký kinh doanh, thành lập công ty cũng như làm bảng lương cho doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong mùa khai thuế tại Canada, công ty đã phải lên kế hoạch từ trước, đồng thời tăng cường giờ làm thường ngày. Ngay từ đầu, TaxCare phải trao đổi khách hàng thật rõ ràng, phải hiểu rõ về cái hoạt động kinh doanh của khách hàng, về những hoàn cảnh gia đình, về tài sản của họ, để qua đó giúp cho họ có được một cái tax planning hợp lý nhất ngay từ ban đầu. Các loại thuế thu nhập của Canada đóng góp phần lớn vào ngân quỹ hàng năm của chính phủ Canada và chính phủ của các tỉnh, khu vực. Nhiều doanh nghiệp Việt đang hoạt động trong lĩnh vực thuế đang phải hoạt động hết công suất nhằm phục vụ tốt hơn các doanh nghiệp và cộng đồng. Để hiểu hơn về những thay đổi của mùa thuế 2018, đặc biệt là những lưu ý về khai thuế cá nhân cho người Việt tại Canada, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của VTC10 với ông Lucas Luân Lê, người sáng lập công ty thuế TaxCare Professional Corporation Toronto, Canada ngay sau đây. Xin kính chào ông. Cảm ơn ông đã dành đôi chút thời gian để tham gia với chương trình Người Việt Nam Châu ngày hôm nay. Thưa ông, đâu là những điều cơ bản nhất về khai thuế cá nhân mà một người cư trú tại Canada cần phải nắm được? Những điều cơ bản nhất mà một người khai thuế cá nhân ở Canada cần biết, thứ nhất là cái deadline để nộp hồ sơ thuế là 30 tháng 4, họ phải biết. Cái thứ hai là income. Thì nếu mà bạn đã là người khai thuế Canada thì bạn phải declare tất cả income worldwide, tất cả income của bạn Canada, ở Mỹ, ở Mexico, ở Việt Nam, ở Miến Điện, tất cả những loại income đó bạn phải declare. Và một điều quan trọng nữa là mỗi cá nhân nên nên nắm, tức là họ cuối cùng họ là người chịu trách nhiệm về khai thuế của mình, và họ phải giữ những cái hồ sơ thuế của mình trong vòng 6 năm kể từ năm họ khai thuế. Đặc biệt là những giấy tờ nào liên quan đến khoản tax credit, tức là những khoản mà chính phủ trả lại cho bạn. Thưa ông, việc khai thuế cá nhân năm nay có những cập nhật cơ bản như thế nào? Ông có thể chia sẻ và phân tích nhiều hơn về vấn đề này. Đối với mùa khai thuế 2017, thì CA cũng vừa có những cập nhật mới mà mọi cá nhân đều nên biết. Thứ nhất đó những khoản mà cá nhân có thể claim cho children, ví dụ như là fitness hoặc là art, thì năm ngoái cá nhân claim được nhưng năm nay bài bỏ. Cái thứ hai là đối với những khoản là public transport pass, tức là đi lại công cộng, thì trong mùa khai thuế 2017 mình chỉ được claim những chi phí đó từ tháng 1 đến 30 tháng 6 2017. Từ những chi phí từ tháng ngày 1 tháng 7 2017 đến 31 tháng 2017 là được bãi bỏ, cho mình không được claim được chi phí đó. Đối với sinh viên thì có một thay đổi nhỏ, sinh viên là cái tiền claim chi phí tuition fee, textbook, tax credit từ federal cho những khoản tuition fee bỏ luôn. Là một người có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực này, ông có thể chia sẻ đôi chút lời khuyên dành cho những cá nhân và doanh nghiệp Việt trong mùa thuế này? Chính sách thuế của họ thay đổi hàng năm. Chính vì vậy thì mỗi cá nhân, hoặc gia đình hoặc cả business đều nên tìm đến những cái văn phòng thuế có đăng ký với CBA hoặc là một văn phòng thuế được thành lập bởi công ty, dịch vụ của họ được thực hiện bởi những người có chuyên môn cao. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự chia sẻ của ông và chúc cho công ty của mình sẽ luôn luôn thành công. Câu lạc bộ Việt Võ Đạo Vô Vi Nam tại Laval, Quebec, Canada là câu lạc bộ võ thuật duy nhất của người Việt tại Canada. Tuy nhiên, do một vài nguyên nhân khách quan, câu lạc bộ này đã phải tạm dừng vào năm 2012.
gần đây võ sư gốc Việt Nguyễn Đăng Trí đã quyết định khôi phục lại câu lạc bộ, quy tụ đông đảo học viên võ sư Việt Nam và Canada đến tập luyện. Hiện Việt Võ Đạo có 4 nhóm võ sinh luyện tập đều đặn hàng tuần vào các buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 5 và thứ 7 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao số 755 Semaine Duy Sap Long Lavan, Quebec. Những hình ảnh về câu lạc bộ Việt Võ Đạo của người Việt tại Quebec, Canada cũng sẽ thay cho lời chào kết chương trình Người Việt Nam Châu ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.